trong những đêm nay. Đôi mắt long lanh như là một cầu sinh cơ như anh cũng phải đứng đầu. Rolex sơ mi nhưng thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì tới luôn, nắm chặt tay em còn lo với buồn. Gucci đi ở hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em 100,000 follow, anh cứ nhấn em mới bao đầu. Gặp mặt lần đầu ẹt giá lô, hot tiktoker vai gato. Trên chiến tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm tình lên phương. Mẹ đừng nhiều lòng cứ làm bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Chơi được nắng như Beckham, chưa cứ là nét xăm. Mũi đồng như cao cổ, anh cứ là bao đậu. Chính như là bao công cất, em có ba vòng. Yeah, phong cách anh giống như là ngôi sao. Villa anh tổng đồng như ngôi nào. Nếu như em thích ngắm sao băng, 0704 không sao trăng. Đôi mắt long lanh như là bồ câu, single như anh cũng phải điên đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì tới luôn, nắm chặt tay em còn lo mới buồn. Gucci đi ở hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em 100,000 follow, anh cưa những năm mới bao đầu. Gặp mặt lần đầu ẹt giá lô, hot tiktoker vai gato. Chân chính tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên phường. Nè đừng hiểu lầm anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Không ai nhức đâu, khoan khoan nghe tiếp anh chỉ nhức câu. Đào hoa lãng tử anh có đủ nha, cưa đầu em về cho làm chủ cả. Giai điệu ma tinh nghe là dính luôn, đã cưa em rồi không có tính buồn. Đối với em như là biệt đắt. Xin được chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà Đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà Đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà Đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm một trục, một con hẻm thông. Xe hơi, xe tải lấy di chuyển vào căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4,5m và độ dài là 13m. Được xây dựng hết đất và được anh chị chủ nhà thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông đông nam, phù hợp cho nhà hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu là quý nhà hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đẹp. Đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè được anh chị chủ nhà ốp đá khoảng 1m. Kế tiếp là mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ có thêm một bộ cửa bên trong. Cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Và đây là khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế tầng lửng ngược. Phía bên ngoài này thì anh chị thiết kế để cho mình để xe hơi cũng như xe gắn máy ở khu vực phía bên ngoài. Và bên trong phía sau căn nhà mình là khu vực không gian phòng khách. Và phòng bếp thì được anh chị chủ nhà thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Thì khu vực ở dưới tầng trệt này thì cầu thang căn nhà mình được anh chị chủ nhà thiết kế nép sang một bên. Cho nên mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà mình. Rất là rộng rãi và thoải mái. Phía sau mình sẽ có một cái khoảng không gian phòng khách khá là rộng. Được anh chị chủ nhà sắm sẵn cho mình một bộ bàn ghế sofa. Và những cái bức tranh trang trí và những cái mảng cây xanh được anh chị chủ nhà trồng sẵn để trang trí cho căn nhà, tạo cái không gian xanh thoáng mát cho căn nhà. Cũng như phía bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Và căn nhà mình thì được thiết kế giếng trời ở khu vực giữa cầu thang của căn nhà để mình lấy gió cũng như ánh sáng cung cấp cho khu vực cầu thang và phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh. Và mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho nhà hàng cùng chiêm ngưỡng cũng như tham quan một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất hiện đại.
và được anh chị chủ nhà thiết kế khu vực ở dưới tầng trệt để nhà mình có xe hơi mình bỏ vào bên trong căn nhà, cũng như khu vực ở dưới tầng trệt thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho không gian phòng khách của căn nhà và khu vực gara xe hơi. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà, mình sẽ đến với lại không gian phòng bếp cũng như phòng ăn của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế cầu thang căn nhà mình được làm với chất liệu màu đá màu trắng, và lan can được làm bằng sắt, và tay vịn được làm bằng gỗ, cũng như hệ thống cầu thang thì mình có những cái đèn chiếu sáng từ bậc cầu thang. Và đây là khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì căn nhà mình được anh chị chủ nhà thiết kế phòng bếp mình sẽ được đưa lên phía bên trên tầng lửng, và không gian ở phòng bếp tầng lửng căn nhà mình được thiết kế rất là đẹp và rất là rộng. Căn nhà mình thì cầu thang được làm sát sang một bên, cho nên khu vực ở sảnh tầng lửng căn nhà rất là rộng, cho nên được anh chị chủ nhà trang trí thêm cho mình một bộ bàn để mình ăn cơm xong cũng như mình có thể thưởng thức ly trà ở khu vực hành lang này. Và khu vực này thì được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp, mình có những cái mảng tường được sơn với cái tông màu rất là đẹp, cũng như căn nhà mình thì được sử dụng với loại sơn tốt nhất để mình có thể vừa lau chùi cũng như mình sẽ không sợ bị dơ. Đây là không gian phòng bếp tầng lửng của căn nhà. Mình sẽ có một cái tủ lạnh hai cánh ở phía bên ngoài, một cái tủ lạnh bự, cũng như bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn ăn và 6 ghế được anh chị chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình thì được làm bằng gỗ An Cường. Mình sẽ có bồn rửa chén bát, cũng như máy hút khử mùi và máy đong đếm gạo. Phía trước thì mình sẽ có cửa sổ để mở ra cái con đường phía trước của căn nhà. Được anh chị chủ nhà trồng cho mình những cái mảng cây xanh rất là đẹp, cũng như mình sẽ chiếu lại cái khu vực không gian phòng bếp lại một lần nữa và di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm thông. Mình có thể vừa mua vừa ở, vừa mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với con hẻm một trục. Và với diện tích căn nhà ngang 4,5 m và độ dài là 13 m, được xây dựng hết đất. Và căn nhà này thì được anh chị chủ nhà thiết kế là một trệt, một lửng và 3 lầu, thiết kế tầng lửng ngược để gia đình mình có xe hơi mình bỏ bên dưới, và không gian phòng khách ở phía sau cũng như phòng bếp thì được đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và 2 lầu thì mình sẽ có tới 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, cũng như sân thượng, phòng thờ, phòng giặt trước sau. Và chỉ với giá 7 tỷ 650 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu cho mình một căn nhà đẹp đã bao gồm toàn bộ nội thất bên trong căn nhà, sẽ được anh chị chủ nhà tặng lại hết cho quý hàng khi quý hàng mua căn nhà này. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong không gian phòng ngủ căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa được làm bằng gỗ sồi chọn lọc, và bên trong phòng ngủ căn nhà mình thì sàn nhà mình được lót gạch đá giả gỗ. Và phòng ngủ căn nhà thì mình sẽ có giường, tủ, bàn trang điểm, bàn làm việc, kệ để tivi, và có cửa để đi ra ban công phía bên ngoài, cũng như cửa sổ để lấy gió và ánh sáng. Khu vực ban công ở phía bên ngoài thì được anh chị chủ nhà trồng cho mình những cái mảng cây xanh. Phía bên trên thì mình được ốp nhựa
cao cấp, trang trí rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà, và mỗi phòng ngủ thì mình đều có một cái nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Và đây là nhà vệ sinh phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 1 của căn nhà. Bên trong nhà vệ sinh căn nhà mình sẽ có hệ thống lavabo bàn cầu, vòi trên tắm, massage và bồn cầu quả trứng rất là đẹp. Cũng như tiếp đến là mình sẽ di chuyển sang không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ chính, thì được anh chị nhà full nội thất là 4 phòng, cho nên khi quý khách hàng mua căn nhà này thì mình không phải sắm thêm đồ gì nhiều, về là mình có thể là nhận nhà vào ở ngay. Cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ, và khi quý khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay. Chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đẹp, đã bao gồm toàn bộ nội thất được anh chị nhà thiết kế để tặng kèm lại cho khách hàng. Thì quý khách hàng đang xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để được Nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất lên hàng ngày, để quý khách hàng cùng chiêm ngưỡng cũng như tham quan, lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà ưng ý như căn nhà này. Thì chỉ có giá hơn 7 tỷ một chút xíu thôi. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình nằm sát với lại phường 15 quận Tân Bình, và sát trục đường chính là đường Trường Chinh. Rất là thuận tiện để mình có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty, cũng như kinh doanh, buôn bán với tất cả các loại ngành nghề. Và đây là không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Và mình sẽ chiếu lại sơ qua cái không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 để cho khách hàng cùng tham quan. Thì căn nhà mình nằm trên trục đường Phan Huy Ích, sát trục đường Trường Chinh. Thì mình có thể là di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Trường Chinh, Cộng Hòa, cũng như từ vị trí căn nhà mình thì mình di chuyển về sân bay thì chỉ khoảng 10 phút thôi, còn mình về trung tâm thì khoảng 15 đến 20 phút. Và đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà mình. Dạ, chị đợi em tí nhá. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Thì căn nhà mình nằm trên một cái con hẻm, một trục lọc con hẻm thông. Mình có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Và đây là khu vực sân thượng căn nhà, được anh chị chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Bên ngoài thì mình có những cái mảng cây xanh. Bên trên thì mình có những cái lan can được làm bằng sắt và trang trí theo mình những cái lãng hoa. Và phía bên trong này thì mình sẽ có khoảng không gian để mình làm phòng thờ, cũng như sân thượng ở phía trước và sân phơi ở phía sau căn nhà. Rồi, video Nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.